Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo kính mến. Tiếp theo quyển kinh thứ nhất, ngày 12 tháng 9 năm 1939. Đức thầy viết tiếp đến phẩm Kệ dân của người khùng. Phẩm kệ này dài 476 câu. Văn thất ngôn Trường Thiên. Khởi đầu bằng câu: Ngồi khùng trí đói nhìn cuộc thế, và chấm dứt bởi câu: Ta ra sức dắt dìu bá tánh. Để đầy đủ thêm cho quyển nhất, ở đây Đức Giáo Chủ tiên tri tai nạn sắp xảy đến cho nhân loại, vừa khuyên mọi người làm lành lánh dữ. Chẳng hạn như: Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Ngài cũng đánh đổ những tư tưởng dị đoan, những âm thanh sắc tướng, những sự dối tu lòe đời. Theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Hay là: Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Và trong đây Đức Thầy thống thiết kêu gọi mọi người hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, bởi vì việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, cho nên Ngài mới phải khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Trân trọng kính mời quý vị lắng nghe phẩm kệ này qua sự diễn ngâm của các độc giảng viên Lê Thị Kim Ngọc, Bùi Thị Thảo Lan, Đặng Thị Kim Khuyên, Lê Thị Kim Ngà, Lê Thị Bảo Thi. Đồng cung kính phụng ngâm: Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đói nhìn chẳng qua là nam diệt vô dương,
giờ còn đôi gắt đầm đeo gặm chữ nghèo thường mắc chữ lừa.
Phật như ăn cơm bữa, dòng cứu quyền sớm tôi mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sâu, sao thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cánh phồn hoa khó sánh lắm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Quay trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải quang. Tuy tu hành chịu chớ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ta tánh đời này dĩ nghĩ ta điên khùng, mà tánh lương hiền lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo bím nhẹ. Sao lập hỏi thì già quá trẻ khắp hoàng cầu, đòi Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyến trai gái học theo cổng mạnh, sách như thánh hiền dạy đạo làm người. Xem chuyện thơ chẳng biết hộ ngươi, mà làm thói điêu thuyền lữ bố. Sao kẻ ấy làm mọi mảnh cánh núi non nhiều thô dĩ kỳ, nó trong ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản. Chừng đó thiên lai lưới bùa mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường tin
sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thầy ba thanh nghinh tân im cứu học ai mà ngang ngược nhiều lời phụ mẹ cha khinh về Phật trời chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lễ thương bài tường trong độc mặc ý ai nghe phải thì làm lời của người di tịch chẳng phải bài điều quyến hoặc cánh thiên trước thơm thoa nồng nặc chẳng ở yên còn xuống phàm trần ấy gì thương trăm hò vàng dân nên chẳng kể tâm thân lao khổ gia quê vô khuyên người tính ngộ và dân thứ nhiều người kêu ngào xuống mượn xác nhầm năm kỷ mạo buồn sớm làng cứ ghen điên khùng nếu trẻ già chẳng có ép cô nài ba tâm. Nghe điên dài sau này thôi thần đây chỉ đường cực lạc vào đừng có ham lên mặt hùng anh xa địa ngục uổng thân uổng gặp dịp mơ tu hành niệm Di Đà sáng niệm cho rành thì mới được sống cõi tiên thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám mơ sanh xưa mà thương phụng trở lại khác nào đời trước cơ.
trị kẻ hung đồ. Được thánh thời nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo sáng mà trị chi. Nước Nam Việt ai làm
Phật tổ.
Muôn
bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không mà có nại miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số thêm tà trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng lấp đời trở lại. Khắp lê thơ biến di thương hải, dùng phép mơ màu lặp lại thường ngôn. Diệt thiên cơ cùng tỏ hết chân, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lao nào có bài điều má mị, mà gạt lường bốn ngờ chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trong giới yêu ta nên trao trẻ, hiền giới lương bóng siêu độ tổ tông. Với ba tánh vạn dân vô sợ, đời quan hạ nhiều người không giữ, nên xài ra lắm sợ Phật xuống miền dương thế.
sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời, cùng ra đời truyền dạy thiệt hơn, chứ bồn đạo chớ nên khinh rè. Nay cùng người đã già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lạ rủ nhau niệm mơ Phật. Làm nhân ai tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca Nhân. Phật tại tâm ngục A Tỳ giữa cây một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư già mau mau cải ơi hối, làm vô đạo mới ư màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Đạo chính
từng mây nhạc trôi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thường chắc xuống
linh. Sổ sách kiện tội vướng ký đinh ninh, phạt giới thượng thay đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rằm đường ngô, hải mau mau tu tình mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó học tiền thiếu gạo, mở lòng làm hiền lành hơn tùng hà, hãy tưởng Phật hay hơn ngõ riêng. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn dẹn mười ơn mới đau làm con. Lúc sanh sống chớ nên phụ bạc, nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sang được tròn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh giới sám tụng tập luyện đã rành, đấu với đơn kèn trong nhịp sanh, làm ăn rập đặng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giây tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Xưa thần cõi ấm phụ đâu ăn của thôi. Đức Phật lên chùa cao bối rối mà làm cho Phật Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót cơ. Tăng giới
bỏ cứ
cần nghe lễ mẹ để giấc diệu đạo lý rành đường nước Nam Việt nhằm coi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại dùng của thế gắn công tu như đặng có xem đời tu thật tâm thì được thành thôi tu giả dối thì lao thì ly khùng khuyên hết kẻ ngu người trí sáng tinh tâm suy nghĩ đạo màu chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu hãy nghiệm xét hai đường tà chánh thần tuần giảng năm kinh về thượng giới tâu hoa thượng đế số tội ác thì vô số kể còn làm nhân thì qua từ nay lao khổ đến cùng kẻ dương gian khó nổi thúc mơ dung người bảo ác không toàn tánh màng đường tâm Phật trong tâm Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm phải tìm kiếm ở trong nào tri sao đến diệt sớm trần nước mắt rưng rưng cành áo nào kể sao cho xiết ta dạy vô là gì tình thiệt cho ba trần làm dữ làm hung nên khuyên nhủ cho người lương thiện chớ
lòng nhớ hoặc chép hai anh mà truyền bá đặng nhiều phước đức trong ba tánh từ nay buồn bực hùng yêu dân chỉ rõ đạo trì tâm tưởng niệm canh thôi nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp chiếc viên chuyện thiên cơ rất cơ chấp khuyên chúng sanh cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi nước bước hai tướng Phật đừng làm bao ngược ta phần hồn vào vào xác ngỡ trần nước mắt chứa chan khắp lê thứ nghe lời thì ít chốn sân lạnh bây giờ mù mịt cho cũng chẳng xa chi lời